Chúc mọi người một ngày tốt lành. Tôi ở đây để giới thiệu đến tất cả các bạn một thiết bị mang tính cách mạng, ứng dụng công nghệ đột phá Terahertz. Thiết bị Terahertz này sẽ làm thay đổi cuộc sống của nhiều người và thay đổi cách về chăm sóc sức khỏe của tất cả chúng ta. Giới thiệu với các bạn thiết bị iTeraCare, thiết bị chăm sóc sức khỏe vật lý trị liệu. Thiết bị iTeraCare này sẽ giúp điều trị và cải thiện tất cả các vấn đề về sức khỏe của chúng ta. Nó là một trong 10 công nghệ tiên tiến nhất, làm thay đổi lối sống của thế giới. Công nghệ này không phải là mới, nhưng nhiều nước từ chối phát triển nó. Bây giờ Trung Quốc đã ứng dụng công nghệ này vào một thiết bị y tế. Nghiên cứu và phát triển được thực hiện bởi Viện Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh, và sau khi thử nghiệm thành công, họ chọn Daeshang làm nhà sản xuất, độc quyền và duy nhất trên toàn thế giới. Cha đẻ của nền y học Hy Lạp cổ đại đã nói, nếu có một cách để làm nóng xương, thì tất cả các bệnh đều có thể điều trị được. Nhà bác học vĩ đại Albert Einstein dự đoán rằng phương pháp điều trị trong tương lai sẽ là phương pháp điều trị sử dụng tần số. Bây giờ cả hai đã trở thành sự thật. Thiết bị của chúng tôi tạo ra nhiệt và sóng tần số. Một phương pháp điều trị bệnh tiên tiến ngày nay, Terahertz là gì? Terahertz là một dải sóng điện tử nằm giữa dải tần số vi sóng và tần số hồng ngoại, trong khoảng từ 30 micromet đến 30.000 micromet. Thiết bị cộng hưởng cùng tần số như các tế bào bình thường trong cơ thể chúng ta là 2 terahertz đến 17 terahertz, tạo ra hàng triệu rung động mỗi giây vào các tế bào bên trong cơ thể chúng ta. Đây là phương pháp duy nhất được kết hợp giữa y học cổ truyền Trung Hoa và công nghệ tế bào học phương Tây. Như tôi đã đề cập trước đó, đây là một trong 10 công nghệ làm thay đổi thế giới về sức khỏe, khoa học, quân sự, nông nghiệp và truyền thông. Dải tần số sóng Terahertz trong khoảng từ 30 micromet đến 30.000 micromet, các cột mốc quan trọng trong quá trình sản xuất. 2010, phát triển thiết bị Terahertz bởi Viện Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh. 2015, nhà máy Daeshang được thành lập vào tháng 5 năm 2015. 2015, sản phẩm thế hệ đầu tiên được sản xuất. 2017, ra mắt thiết bị Terahertz thế hệ thứ hai. 2019, ra mắt thiết bị Terahertz thế hệ thứ ba. 2021, ra mắt thiết bị iTeraCare Terahertz E-Network. Năm tính năng của iTeraCare. Thứ nhất, an toàn. Thứ hai, thâm nhập. Thứ ba, nhận dạng. Thứ tư, kích hoạt. Thứ năm, thân thiện với người dùng. Sự an toàn. Thiết bị iTeraCare được chứng nhận và cấp bằng sáng chế bởi Viện Khoa học và Công nghệ Trung Hoa. Thiết bị này có thể được sử dụng an toàn cho bất kỳ người nào, kể cả trẻ sơ sinh, không có chống chỉ định. Thâm nhập, thiết bị iTeraCare có thể xuyên qua da thịt của chúng ta, lên đến 30cm vào bên trong cơ thể của chúng ta. Do đó, vào đến tận tủy xương, vi mạch máu và mao mạch, giúp tăng cường lưu thông máu huyết và làm sạch cơ thể. Nhận biết, iTeraCare củng cố các tế bào khỏe mạnh và sửa chữa các tế bào bị hư hỏng, đồng thời loại bỏ các tế bào không khỏe mạnh, làm thông thương những nơi bị tắc nghẽn và giúp giải độc tất cả các tế bào trong cơ thể. Kích hoạt, iTeraCare điều hòa nhiệt độ cơ thể và cải thiện hệ thống miễn dịch bằng cách kích hoạt các tế bào yếu và không hoạt động. Một khi các tế bào yếu được kích hoạt, tế bào hoạt động trở lại với tiềm năng thực sự của nó, cùng với lưu lượng máu được cải thiện trong hệ thống cơ thể chúng ta, thân thiện với người dùng. Nó rất dễ để sử dụng, không cần kỹ năng chuyên môn. Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sử dụng thiết bị iTeraCare này. Tất cả những gì cần làm là thổi vào khu vực cần điều trị. Sau đây là một vài ví dụ. 8 bước để có sức khỏe tốt hơn. Bước 1, loại bỏ các tế bào không lành mạnh. Năng lượng tần số iTeraCare là cùng tần số với các tế bào bình thường trong cơ thể của chúng ta. Năng lượng sẽ loại bỏ tất cả các tế bào bất thường hoặc đột biến khi được hấp thụ bởi tần số Terahertz. Bước 2, kích hoạt bên trong các tế bào. Tần số iTeraCare sẽ hấp thụ và do đó, kích hoạt các tế bào với nhiệt độ vừa phải, loại bỏ các tế bào ngủ đông.
Bước 3 tăng khả năng tự phục hồi. Tần số iTerake có cùng mức độ rung động cộng hưởng với các tế bào bình thường trong cơ thể của chúng ta. Nó tạo ra và củng cố DNA và các phân tử hữu cơ. Nhờ đó nó tăng cường khả năng tự phục hồi của các tế bào trong cơ thể của chúng ta. Bước 4 khai thông kinh mạch và lưu thông máu. iTerake khai thông những huyệt đạo trong cơ thể chúng ta. Nó kích thích các huyệt đạo làm sạch máu, điều chỉnh lưu lượng máu và gia tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể chúng ta. Khi tốc độ trao đổi chất được tăng lên, các chức năng cơ thể trẻ hơn từ 20 đến 30 tuổi. Bước 5 cải thiện vi tuần hoàn. Tần số và bước sóng iTerake làm giãn mạch máu. Nó cũng làm giảm sức cản và tăng cường lưu thông máu. Nó hoàn toàn cải thiện vi tuần hoàn máu. Điều này rất quan trọng khi lưu lượng máu của chúng ta được điều hòa, thì sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ cải thiện rất nhiều. Bước 6 các tuyến nội tiết. iTerake điều chỉnh các tuyến nội tiết và bảo vệ các cơ quan của chúng ta. Hệ thống nội tiết đóng một vai trò quan trọng trong toàn bộ hệ thống cơ thể của chúng ta. Nó gửi hormone và máu giúp cân bằng hệ thống cơ thể của chúng ta. Bước 7 loại bỏ độ ẩm cơ thể. iTerake loại bỏ độ ẩm không tốt cho sức khỏe. Cơ thể của chúng ta được tạo ra lên đến 70% là nước, và nếu độ ẩm này tăng lên, chúng ta sẽ bị đau nhức và sưng tấy ở bàn chân. Nguyên nhân gây ra là do cơ thể giữ nước. iTerake sẽ cân bằng hệ thống miễn dịch. Bước 8 cải thiện lưu thông máu. Nó làm sạch các tạp chất trong máu. Khi các tạp chất hàng ngày hình thành trong cơ thể chúng ta, nó làm sạch các tế bào bên trong cơ thể và máu. Nó thúc đẩy và cải thiện lưu thông máu và loại bỏ các cục máu đông. Nó cũng làm mềm các mạch máu và các khối u. iTerake phù hợp với. iTerake có thể được sử dụng trên vùng tim của bạn. Nếu bạn mắc bệnh tim và tắc nghẽn động mạch, cholesterol tích tụ trong động mạch, vân vân. Nó có thể được sử dụng trên vùng thận của bạn, nếu bạn bị bệnh thận hoặc sỏi thận. Nó có thể được sử dụng trên vùng gan, cho bệnh gan như viêm gan A, B và C, gan nhiễm mỡ và ung thư. Nó có thể được sử dụng trên vùng tuyến tụy, cho những người bị bệnh tiểu đường và ung thư tuyến tụy. Nó có thể được sử dụng cho các vấn đề về mắt, chẳng hạn như đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, bệnh võng mạc, mắt đỏ vân vân. Nó có thể được sử dụng cho các vấn đề về cổ, chẳng hạn như rối loạn cột sống cổ, nứt đốt sống, vân vân. Nó có thể được sử dụng cho các vấn xương sống, chẳng hạn như thoát vị đĩa đệm, mất ổn định cột sống, nhiễm trùng đĩa hoặc xương, cau da, equina, hội chứng, vân vân. Nó có thể được sử dụng cho các vấn đề về vai, chẳng hạn như chấn thương vai cổ, tê cứng vai cổ, vân vân. Nó có thể được sử dụng cho các vấn đề về tuyến tiền liệt. Nó thực sự hiệu quả trên tuyến tiền liệt. Cuối cùng nó sẽ làm dịu cơn đau. Nó có thể được sử dụng cho các vấn đề về đầu gối, đau gối từ bình thường đến nghiêm trọng. Chỉ cần điều trị khu vực này 2 lần mỗi ngày và cơn đau sẽ được giải quyết trong vòng 10 ngày. Nó có thể được sử dụng cho các vấn đề về mắt cá chân. Chỉ cần điều trị khu vực bị ảnh hưởng 2 lần mỗi ngày trong 10 ngày, mắt cá chân của bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Hãy sử dụng hàng ngày ở khu vực dưới bàn chân để lưu thông máu. Thổi theo chiều kim đồng hồ trong 10 phút cho mỗi bàn chân, giúp lưu thông máu bình thường trở lại. Ưu điểm của thiết bị y tế iTerake. Nhà sản xuất liên tục nghiên cứu và nâng cấp thiết bị iTerake. iTerake dựa trên công nghệ cốt lõi 3 trong 1. A. Công nghệ Terahertz. B. Công nghệ lượng tử. C. Công nghệ thạch anh quang học. Nó đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng quốc gia về tính an toàn và hiệu quả của nó. iTerake có rất nhiều báo cáo kiểm tra từ Học viện Khoa học Trung Quốc về hiệu quả vật lý trị liệu, đảm bảo chất lượng vì nó được bảo hành một năm. iTerake có được những chứng nhận nổi tiếng toàn quốc và nó là một sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế. E-Network và sản phẩm của nó iTerake là nhà phân phối duy nhất tại hơn 20 quốc gia và ngày sẽ một tăng lên. Thận trọng khi sử dụng. Thứ nhất, thiết bị trị liệu iTerake được sử dụng chỉ để sử dụng bên ngoài và vật lý trị liệu.
Vui lòng không sử dụng một lần trong khoảng thời gian quá lâu. Nó có tự động ngắt khi thiết bị nóng lên. Thứ hai, đầu vào và đầu ra không khí. Vui lòng không chặn đầu vào hoặc đầu ra không khí. Khi sử dụng thiết bị, hãy làm sạch phần hút gió thường xuyên để ngăn bụi tích tụ. Vui lòng giữ thiết bị luôn sạch sẽ. Thứ ba, dây điện. Khi sử dụng thiết bị làm ơn đừng lắc mạnh. Không nắm kéo dây khi rút khỏi phích cắm ổ điện. Thứ tư, tản nhiệt. Cấu trúc bên trong thiết bị Iterake được làm từ ống pha lê tinh xảo. Sử dụng cẩn thận và vui lòng không làm rơi nó. Nếu làm rơi các ống pha lê có thể bị vỡ và thiết bị trở nên vô dụng. Trước khi lưu trữ, hãy đảm bảo rằng thiết bị đã nguội hoàn toàn. Phản ứng cơ thể. Phản ứng bất lợi của cơ thể là bình thường. Mỗi người có tốc độ trao đổi chất khác nhau và các tế bào khác nhau trong cơ thể mỗi người. Ban đầu sử dụng có thể bị đau thêm nhưng sau một vài lần điều trị, cơn đau sẽ giảm. Không nên uống đồ uống lạnh hoặc ăn đồ ăn lạnh, hoặc thậm chí ở trong phòng máy lạnh sau khi trị liệu. Điều này rất quan trọng là không được tắm, ít nhất 4 giờ sau khi trị liệu. Thành viên chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn.